heo nái chậm lên giống. Cách để cho đàn vật nuôi nhà mình lên giống theo đúng tiến độ và chu kỳ thì khi mà các bác chăn nuôi thấy đàn vật nuôi nhà mình heo hậu bị, heo nái tách con mãi không thấy lên giống á, các bác bổ sung vitamin sinh sản cho đàn vật nuôi nhà mình nhá. Kích giống này giúp cho đàn vật nuôi nhà mình lên giống. Và khi con heo nái nhà mình đẻ con được 10 ngày á, các bác tiêm cho em ở ống Hanprot, sau đó thì các bác cho ăn sản phẩm kích giống này thì khi mà cái đàn vật nuôi nhà mình, đó chính là cái con heo nái á, nó tách con ra thì nó sẽ lên giống. Bởi vì khi mà cái con heo nái nhà mình đẻ xong á thì nó sẽ thiếu hụt vitamin sinh sản rất là nhiều, do đó thì nó sẽ chậm quá trình và lên giống. Thì các bác bổ sung sản phẩm này sẽ giúp cho đàn vật nuôi nhà mình lên giống theo đúng tiến độ, tăng tỷ lệ rụng trứng, kích thích rụng trứng và trứng sẽ khỏe hơn rất là nhiều. Và do đó thì cái đàn vật nuôi nhà mình sẽ để sai con các bác nhá. Và trang trại bên em đang sử dụng sản phẩm này và cho lại hiệu quả cực kỳ cao. Đàn vật nuôi này để rất là sai con, heo để ra đồng đều khỏe đẹp nhá. Nếu như các bác nào mà đang chăn nuôi muốn đàn vật nuôi nhà mình lên giống và đặc biệt để sai con thì hãy comment hoặc nhấp máy lên alo qua hotline 0963 158 473 để nhận ngay giải pháp chăn nuôi nhé. Chúc các bác chăn nuôi thành công.